em mới xì à. Thì anh cứ cùng. Mà sao em lại thích cái gu đen hả? Sao em không thích gu trắng? Không, anh không biết sao quá anh ơi. Ông cho mà ông hay ra. Là em ông... chơi quá rồi em kén trộn quá rồi em gặp đó chứ thiệt. Dạ kén thì kẹn hòm. Ông ta có bao giờ ông ta ngẫu hứng nữa ông ta ôm được em đi không? Ôm vợ không? Chị á. Ôm em lên giường á. Ở nhà thì có. Ôm được không? Khỏe vậy hả? Em nhiêu ký? Em hả? 49 à. 9 hả? Ông ta khoảng nhiêu ký? Xong mà 6 6 6 6 5 9 60 gì đó. Ôm được em luôn hả? Khỏe vậy. Nhưng mà trên giường thì ông ta có khỏe không? Ôm ở dưới đất thì khỏe rồi đó, nhưng trên giường ông ta khỏe không? Cũng bình thường. Em thấy là ông ta như thế là bình thường hay bất thường? Bình thường. Bình thường, khỏe đúng không? Em yêu anh ta cái gì nhất? Em yêu cái là nói chung nói chuyện chuẩn. Chuẩn. Thứ hai nữa là nói chuyện đâu qua đó. Ờ. Ngọt. Ngọt. Ngọt, ừ. Ngọt bằng anh không? Thì cũng 9-10 vậy đó. Trời, vậy là anh ngọt ta hay là ông ta ngọt? Ừ. Anh ngọt hơn hay chắc, ông ta ngọt? Chắc anh ngọt hơn. Giả đồ hiệp sĩ với Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây nhờ anh em chính Dương ghi hình nhận đăng tin để tìm người thân. Nhưng hôm nay là một cái câu chuyện rất đặc biệt. Bây giờ là cũng là trưa rồi, hơn 11 giờ trưa rồi. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận là một thông tin, một em gái hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa, về đây có thể khuôn mặt rất buồn rầu và có thể rất vội vã. Mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm một người đàn ông. Một người đàn ông này có thể là rất lạ. Câu chuyện này vô cùng rất đặc biệt. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này để biết rõ đâu là sự thật. Rồi xin chào em gái nhé. Yeah. Em cho anh biết là em tên gì? Em tên Gió Thị Sự. Sự hả? Dạ. Yeah. Ủa em hiện nay đang ở đâu Sự? Em không nói được không anh? Em ừ được. Sự tỉnh ở đâu? Sự sống ở tỉnh nào? Em nói với quê đi. Ở quê đi. Ở Cà Lầy, Tiền Giang. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Yeah. Sự năm nay nhiêu tuổi rồi? 1983. 1983 Quý Hợi hả? Dạ. Yeah. Em hôm nay là em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Em nhờ mà em lên đây là nhờ mấy anh gán giúp giùm cho em lấy lại cho em chiếc xe. Ừ. Để em có xe em đi làm. Ừ. Em tìm ai nào? Em tìm Thạch Phan Ly. Hả? Thạch Phan Ly anh. Hả? Thạch Phan Ly. Người đàn ông ấy quê ở đâu? Ở Sóc Trăng anh. Sóc Trăng hả? Dạ. Là nhiêu tuổi rồi? Sinh 1982 anh. 1982, thế còn em nhiêu tuổi rồi? Em sinh 1983. Em và người đàn ông này có mối quan hệ thân thiết không? Dạ thì nói chung cũng quen nhau ở trên TikTok anh. Ồ, lại TikTok hả? Dạ. Em chơi TikTok hả? Dạ. Ồ, người đàn ông này là quen em lâu chưa? Thì cũng biết ở trên TikTok mấy tháng à anh. Là cụ thể là mấy tháng là bao nhiêu thời gian rồi? Cũng 4 tháng. 4 tháng này hả? Là quen nhau trên TikTok là 4 tháng. Dạ. Ai làm quen ai trước? Ảnh. Ồ, tự nhắn tin cho em hả? Ảnh nói chung là 24 trên 24 luôn anh. Ồ. Nhắn tin lên Facebook là trên TikTok là nhắn tin cho em. Dạ. Đầu tiên là 8 tỉnh em hả? Dạ. Thế là em có nhận lời không? Lâu lắm anh. Bao nhiêu thời gian? Cũng như là lúc trước á, ảnh có 8 tỉnh em á là cũng cỡ 1 năm rồi. Ồ. Rồi em không có trả lời, cũng không có bình luận, không có gì hết. Ừ. Rồi cái sau thời gian này đó em mới thấy ảnh gì rồi bắt đầu em mới vô em bình luận. Rồi này kia nọ là dính luôn đó. Ui giời, một cái một dính luôn. Cũng ui giời. Cũng khoảng đâu cũng có tuần hai tuần mới dính. Một hai tuần là dính. Dạ. Anh này cao mét mấy? Chắc em độ cũng phải mét 6, 6'3, 6'2 gì đó anh. À, em đứng so với em chưa? Anh cao ngay, anh cao ngay một cái đầu. Ồ, em cao mấy? Em cao nét 50. 50 hả? Vậy là người này chắc 60 hả? Chắc 60, 62 gì. 60, 62 hả? Anh ta làm nghề gì? Anh làm bên cơ khí anh. Cơ khí là cụ thể là làm gì? Làm sắt hay làm cửa hay làm khung nhôm hay là làm gì? Em thấy hầu như là anh làm sắt mà cái gì anh làm cũng được hết. Giỏi vậy hả? Dạ. Ồ, người đàn ông lắm tài vậy. Lắm tài mà không có thấy tiền đâu á. Cái gì? Không biết. Anh ta là trước đây có vợ chưa? Có anh. Ồ, có mấy con rồi? Lúc vợ trước em nghe nói là có một vợ hai con. Một vợ hai con? Dạ rồi. Ồ. Xong rồi cái bắt đầu mới ly dị. Rồi sau đó, em thấy ảnh cũng lăng nhăng cũng nhiều người lắm anh ơi. Cũng tứ, có nói chung là tứ lưu tường đó. Nó thẳng chưa? Nó thẳng là gì luôn đó. Em cho anh hỏi này. Em quen anh ta là trên TikTok hả? Đúng rồi anh. Vậy là quen nhau là chính thức là mình hẹn hò nhau trên TikTok là bao nhiêu thời gian?
Nói chung cũng 3 tháng mấy 4 tháng đó. Rồi đến khi ai là người bắt đầu hẹn nhau để là gặp nhau? Anh ta. Anh ta chủ động. Nói chung là tất tật là đầu đua gốc ngọn là ảnh hết. Ôi giời. Thế em trước đây em có chồng chưa? Dạ có nhưng mà chưa có đám cưới. Ồ, là có chồng. Dạ. Là ở với nhau lâu không? Cũng mấy năm mà. Em có hiểu tôi có chồng không? Có chứ. Có chồng là có cưới không? Có đăng ký kết hôn không? Ai chưa. Ồ, vậy là quen trước là em có quen người đàn ông, có quen là một bạn trai đúng không? Dạ. Em nói thật không? Quen khác, cưới khác, chồng khác. Hiểu từ đó không? Ồ, mình bình tĩnh nhá. Vậy là em có con chưa? Chưa mà. Ồ, vậy là trước là có quen một người đàn ông, gọi là một người bạn. Dạ. Nhưng mà chưa cưới. Vậy là có sống chung không? Dạ có. Thử đúng không? Dạ. Sao mình chia tay? Ngon không? Kèo có thơm không mà mình chia tay? Thì cũng tìm hiểu á anh. Tìm hiểu rồi cái thấy hơi không ổn rồi cứ dây dưa rồi kéo dài riết gì đó. Tìm hiểu nhau lâu không? Cũng mấy năm á. Mấy năm luôn hả? Ừ. Em giờ em còn thương người ta không? Không. Sao không thương? Em cũng dễ thương mà, sao không thương người ta? Người ta có thương em không? Người ta có mong muốn là quay lại với em không? Cũng có nhiều lắm anh, cũng có rồi năn nỉ rồi dữ lắm mà. Sao không cho người ta quay lại? Không, tại cái tánh của em á, em thương ai là em thương, em coi như là em thương. Hết mình luôn hả? Đúng rồi. Em thương là coi như em không nghĩ tới bản thân em luôn á. Mà khi mà... Mình bây giờ anh nói cho em phái ý hay phật ý em hay bất cứ một cái gì mà lăng nhăng gái gú là em biết được một lần hai lần. Em nói không bỏ là thôi rồi đó. Em phải thương em trước. Em muốn thương ai em phải thương em trước. Em ạ. Rồi sau đó mình mới thương người khác. Rồi cho anh hỏi này. Thế còn ông tướng về sau là em quen nhau trên TikTok 3-4 tháng. Và sau đó anh ta chủ động hẹn gặp nhau, gặp em. Gặp em ở đâu? Thì gặp rồi đi uống cà phê. Ừ. Sao? Quán đẹp không? Không, cái lúc mà em làm cũng công ty dài luôn á anh. Rồi anh cũng làm ở thành phố luôn. À. Lúc trước thì em làm ở quận 4, anh thì làm quận 8. Ây giời. Đó. Thì lúc đó rồi bắt đầu mới gặp nhau uống cà phê rồi. Hôm đó là mình uống cà phê là tối hay ban ngày? Dạ giấc tối. Mấy giờ đến mấy giờ? Giấc đó cũng phải là 8-9 giờ. Đến mấy giờ về? Hầu như cũng... Hôm nay khó về à. Biết rồi, hôm nay khó về à. Biết ngay mà. Đó, nhìn này hiểu rồi, khó về. Hôm nay đi được nhưng mà không về được. Có thể là về nhưng phải sáng mới về được. Đúng không? Rồi ok. Vậy là hôm nay anh ta có tặng cho em cái gì không? Tặng bông, tặng tiếp gì không? Dạ không, lúc em gặp ảnh đó là lúc đó em cũng bỡ ngỡ lắm anh. Sao mình hẹn người ta mà bỡ ngỡ? Bất ngờ hả? Ở trên mạng nó khác anh. Mà ở ngoài thì nó lại khác. Mất niềm tin luôn à? Em nói thật em rất là bỡ ngỡ, em nói chung là em... Khi em gặp trên mạng là em hiện đang hình dung là anh ta là một công tử hay là gì? Thì cái hình đó nó còn bóng hơn cái hình đó nữa đó. Bóng hơn luôn hả? Dạ. Ui giời ơi. Thế là gặp bên ngoài là anh ta đẹp trai không? Nên nó em muốn đi mà thôi thấy tội rồi cái phần cái thêm anh có tật nữa. Cái tật gì nữa? Rồi cái tiếp xúc rồi ghét rồi. Nhưng mà tật là gái hả? Rồi thương lúc nào cũng hay luôn. Nhưng tật gì? Bị anh bị tật á. Bị tật bị chân hả? Chân hay tay? Chân. Bị chấm phẩy hả? Chân to chân nhỏ hả? Hay là anh ta bị lâu chưa? Nghe nói anh bị bổng sinh á. Ôi giời ơi. Nhưng mà anh ta nước da trắng hay đen? Cục than sao anh gì đó. Ui giời, cha mẹ cục than sao. Em nói thật anh đi. Trời em đó lên đây rồi em người thật nhưng gì mà, thật à. Đâu phải là em nói chuyện với anh đâu. Nhưng mà lúc em gặp trên mạng là anh ta đẹp trai không, trắng không? Nhìn hào. Thì hào. Em nói cái hình đó còn cái hình là em gặp trên mạng bóng hơn hình đó nữa đó. Đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Vậy là mê luôn hả? Mê em không có mê nhưng mà cái cách ảnh ăn nói á anh. Nói chuyện ngọt lắm hả? Đúng rồi, chuẩn lắm. Nhưng mà đầu tiên em có biết là anh ta thọt không? Đầu tiên anh ta có chia sẻ với em này anh ta thọt không? Khi gặp mới nói. Ôi giời ơi, khi yêu rồi mình mới nói thật hả? Không, khi gặp á thì em thấy em tưởng là anh bị tật hay bị cái nhắc rồi lúc đó là anh mới nói thật. Ôi giời ơi. Thế là đầu tiên em cứ tưởng là một anh chàng là đi khỏe mạnh này. Hào nha, gọi là nhìn bóng bẩy đẹp trai này, đúng không? Nhìn ngon kèo thơm này nên mình yêu. Ôi giời. Thế là khi gặp anh ta là mình tụt cảm xúc luôn à? Thấy thương tội lắm mà. Lúc đấy mình có đứng hình không? Mình thấy anh ta mình có đứng hình không? Hết hồn luôn. Hết hồn khoảng bao nhiêu phút? Thì đứng nhìn hoài vậy. Cứ vậy nhìn thôi à? Nhưng mà anh ta lại tưởng là em nhìn yêu ấy.
Ôi giời. Thế là hôm anh ta đi bằng phương tiện gì tới đi gặp em? Nói chung á, cái lúc mà em gặp ảnh á, nói chung là không có cái gì hết á, anh không có cái gì hết. Đi bằng cái gì? Ai trả tới? Em tự em đi tới, anh cho địa chỉ. Ôi em giời tự em đi tới. Ơi. Chứ em hỏi anh giờ, ảnh trong lúc đang thất nghiệp nè, không có công ăn việc làm, rồi không có xe cổ, nói chung vậy là tắc em... tắc không có cái gì hết, nó tắc tắc luôn. Vậy là em thấy anh ta đẹp trai. Không. Nói chuyện ngọt không? Tám tỉnh có ngọt. Đúng rồi, ngọt thì có ngọt. Anh ta có hứa hẹn với em cái gì không? Không. Ui giời, sao hứa hẹn là em tới hả? Chỉ có anh... Rồi, anh thấy hay quá là anh phải ngồi. Em ngồi lên đây trước để cho anh ngồi lên nói chuyện với em. Giời ơi em ơi là em. Em ơi là em, khổ quá em ơi. Ôi giời ơi, em ngồi đây. Rồi, ôi giời, đẹp gái quá. Em ngồi gần đây, không có sao đâu, anh không có làm gì em. Mệt chết đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình ngồi gần nhưng không phải là mình có ý đồ gì. Cô chú nhiều khi là có một số người là hiểu lầm. Cứ tưởng là ngồi gần là mình có ý gì là phiền lắm nha. Anh ngồi gần em cho đến đây dung. Em còn run không? Bớt à. Bớt rồi hả? Ồ. Em là quê gốc là ở Tiền Giang hả? Đúng rồi. Cô gái Tiền Giang, xinh gái, dễ thương này. Đó. Xinh thì mình nó xinh. Em nói chuyện cũng dễ thương lắm. Vậy là khi là hai người trò chuyện với nhau là trên TikTok. Đúng rồi. 3-4 tháng em có cảm mến đúng không? Gọi dạ. Là mình nói thẳng là mình có cảm dạ. tình. Đúng đúng rồi. Nhưng mà yêu thì chắc là chưa đúng không? Mới yêu hơi. Mới. Nhưng mà trên TikTok là người ta, anh ta có hứa là anh ta sẽ yêu em không? Dạ có, hứa nói chung là đủ hết luôn. Hứa đủ điều luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh ta có hứa là sau này sống thì chết từ lưa hụt như. Anh ta có hứa là sau này anh ta sẽ lo cho em suốt cuộc đời này không? Dạ có, nói chung là cái gì cũng có hết á. Giờ... Không có cái gì mà không có hết á. Cái gì cũng có luôn hả? Đúng rồi. Thế là em nghe như vậy là em thích hả? Không. Em chỉ nó nghe là nghe anh nói vậy thôi. Ừ. Còn riêng cái em á thì em sống ở nào em không có giờ giữa ai hết. Ừ. Em cũng không có gì ai hết. Ừ. Anh nói là nói chuyện của ảnh. Ồ. Nhưng em nghe hay không là chuyện của em. Ừ. Đó. Chứ thế là, nhưng mà em có tin không? Em có tin phần nào không? 50-50 thôi. 50-50 hả? Gọi là 50-50 gọi là hên xui đấy hả? Dạ. Ồ, dễ thương mà lại hên xui. Sao mình lại đánh đổi hên xui ấy? Mình phải có niềm tin chứ. Mà lúc trước là anh ta có chia sẻ với em là anh ta làm công việc gì không? Dạ có anh. Anh ta nói thật không? Anh lúc trước á, anh không có nói là anh làm bên cơ khí, không có gì á. Nói là anh làm bên thầu xây dựng. Thầu xây dựng luôn hả? Bên cai á anh. Ui, cai thầu là chủ đấy hả? Dạ. À, làm mà, lớn hơn? Không, mà chỉ nhỏ thôi, chứ không có lớn. Ồ, nhưng mà về sau là anh ta mới nói thật là anh ta đi làm công cơ khí. Dạ. Chứ không phải là chủ gì cả. Dạ. Không phải giám đốc, giám thầu gì cả. Đầu tiên là anh ta có hứa là anh ta sẽ lo cho em suốt cuộc đời này không? Đẹp anh ta không? Có vẽ ra một bức tranh đẹp không? Là sau này chúng mình sẽ ở với nhau, chúng mình sẽ sinh 1, 2, 3, 4, 5 đứa con không? Nói chung là... Có vẽ như vậy không? Anh cũng nói chung là cái gì anh cũng nói được, mà cái gì anh cũng hứa được mà. Có hứa, có nói, mà làm thì không có. Nói chung là chỉ có nói thôi, chứ làm là không thấy. Anh ta nói chuyện với em có ngọt ngào không? Dạ có anh. Ngọt lắm hả? Chuẩn lắm. Chuẩn ngọt lắm hả? Ngọt ngào mà tế nhị mà chuẩn lắm. Bởi vì... Em có thích những người đàn ông nói chuyện ngọt không? Y như anh vậy đó. Ui anh cũng ngọt, anh ngọt. Sáng anh chửi mấy người đấy em thấy chưa? Đúng không? Cái đó em không biết. Rồi, nhưng mà anh nói chuyện y như anh vậy đó. Anh nói chuyện đâu có ngọt đâu em. Nhưng mà anh nói thẳng với anh không ngọt. Đúng không? Em thích những người đàn ông nói chuyện ngọt không? Không. Thì nói chung nó đúng rồi thôi anh. Nhưng mà anh theo em thì anh nói chuyện đúng hay sai? Được không? Ok. Ok không? Ô thôi đừng kê nha. Kê là thua luôn. Rồi em cho hả? Vậy là sao em không hẹn anh ta là tới gặp em mà anh ta lại hẹn là em tới gặp anh ta? Tại vì thứ nhất là ảnh lúc đó không có xe cộ. Sao mà mình chủ thầu gì mà kỳ giấy? Em không biết. Sao em không nói là anh là chủ, ông chủ anh thì chạy xe du lịch tới nhà em gặp em chứ? Anh nói là anh chưa có nhận công trình rồi mà chưa. Ủa? Có tiền gì chưa chuyển khoản gì tùm lum hết. Chuyển khoản là những công trình khác của anh đâu rồi? Cái đó em không biết, em không có tiền. Nói chung là em chỉ thương ảnh là em thương ở chứ không phải cả em cũng chả có quan tâm gì vụ tiền bạc không, hay anh làm hỏi em này. Gì. Đầu tiên là ông ta nói là ông ta hứa với thề. Và ông ta nói là ông ta là chủ công trình thầu xây dựng ABC thì nó ông ta là một người tài giỏi. Thành đạt. Đúng không? Anh ta vẽ là một cái bức tranh.
Đó. Là sau này sẽ cho em là từ dưới đất này là em cho em lên trời luôn, lên cung trăng luôn. Đúng không? Em nghe như vậy là mê hồn luôn. Và anh ta nhìn bên ngoài thì anh ta khác. Đến khi mà em nhận được anh ta là anh ta đi này chân dưới. Không có đi là hai chân bình thường mà đi không bình thường. Có nghĩa là anh ta bị tật. Em gặp như vậy là em đứng hình luôn hả? Dạ. Yeah. Lúc bây giờ là em có lín thở không? Hít sâu không? Em cứ nhìn hoài vậy hả? Nhìn là nhìn yêu hay là nhìn giật mình? Nhìn thấy nó bất ngờ. Bất ngờ đó hả? Nó sao? Giật mình đó hả? Yeah. Lúc bây giờ em nghĩ là cái bức tranh mà mình đang tưởng tượng nó đang ở trên một cái tầm cao, rất cao. Mà khi em gặp anh ta là em nghĩ là cái bức tranh nhà nó xuống thấp chưa? Nó xuống dưới đáy chưa? Em còn hy vọng lúc bây giờ em gặp anh ta như vậy là em có hy vọng không? Hy vọng không? Còn ai hết? Mình cứ nói thật đi. Thì em thấy tội thôi. Tội thôi chứ không phải là mình thương đúng không? Dạ. Không yêu hả? Lúc bây giờ là hết yêu rồi hả? Đầu tiên là yêu trên mạng là yêu lắm, yêu say lắm luôn. Chỉ có trên mạng là em chỉ có thích. Rồi sau đó rồi từ từ em thấy cái hoàn cảnh với anh bị gì em biết thương. Trên mạng ấy là em thường thường nhắn tin cho anh ta là khoảng mấy giờ khuya? Nói chung là anh nhắn cho em là nhiều nhất một ngày có thể là mười mấy 20 lần. Ồ. Nhưng mà nhắn khuya nhất là mấy giờ? 11, 12 giờ, có khi 1, 2 giờ. Trời đất quỷ thần. Ông ta rảnh vậy ông ta nhắn cho em nhiều vậy hả? Thì em cũng không hiểu không biết. Nhắn nhiều theo em nghĩ là nhắn nhiều như vậy là yêu hả? Thì em thấy tại vì em muốn sự tin tưởng nửa đêm á, em sợ rất là sợ có vợ em ơi. Này nọ đó phiền phức á. Em ơi là em nhắn nhiều hay nhắn ít, nhắn đêm hay nhắn ngày, không phải nhắn nhiều mà nhắn khuya mà là yêu. Mà là thật em ạ. Nhá. Đó là bình thường. Nhưng mà khi anh ta đến với em ấy, khi em gặp anh ta là người ta cho địa chỉ là em gặp quán cà phê hay về phòng trọ người ta? Dạ quán cà phê anh. Sao mình không về phòng người ta luôn? Đừng lỡ đâu. Anh lúc đó anh không có muốn phòng nữa. Thế anh ta ở đâu, ở lang thang ngoài đường hả? Ở chung với bạn. Bạn nào, trai hả? Không, hay gái? Không, ở chung với hai vợ chồng của người gì cũng ở quận 8 không? Kỳ vậy? Anh ta ông chủ mà đi ở chung với nhà người ta thấy kỳ không? Cái đó sau này em mới biết anh. Rồi khi anh gặp anh ta thì lúc bây giờ là anh ta có nói là bây giờ anh lừa em không? Anh lừa em á hả? Ờ. Không. Thế là rồi sao mình ngồi uống cà phê, lúc bây giờ mình có lắm tay không? Thì nói chung thì... Nắm tay hả? Không, chỉ nói chuyện rồi này kia nọ. Nói chuyện? Rồi nói chuyện từ mấy giờ? Mình nói thật. Cái lúc đầu thì em nói chuyện là cũng... Hôm đầu tiên nè. Hôm gặp mình mặt đầu tiên nè. Rồi, nắm tay. Rồi, ok. Nắm tay trái tay phải? Tay nào thuận? Ngồi có đúng hướng này không? Thì em cũng ngồi y gì nè. Ngồi quay mặt hay là ngồi ngang nhỉ? Dạ ngồi đối diện. Đối diện để nhìn nhau đúng không? Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. À, cuộc tình này, phải nói lãng mạn. Thế là hôm đấy em uống cà phê hay là uống cà phê sữa hay cà phê đá? Hay em uống sinh tố? Em uống bún bảy, anh uống cà phê đá. Ồ, vậy là ông này uống cà phê đá. Ồ, thế là mình hôm đó là mình có nói chuyện nhau, mình hẹn hò là anh sẽ thương em trọn đời không? Hứa không? Không, nói chung lúc đó gặp không có nói gì mấy vụ đó. Gặp là yêu quá rồi mà. Chỉ là ngồi nói chuyện ở đâu rồi làm gì này nọ, nói chung là nói chuyện hỏi thăm qua lại thôi. Dạ. Rồi sau này bắt đầu mới là vô cuộc. Vô cuộc vô hả? Vô cuộc bắt đầu mới là ấy. Ôi trời. Thế là hôm đấy là mình nói chuyện nhau từ tối. Dạ. Đến mấy giờ? Khuya thì mình làm cũng mười mấy, 11 giờ mấy. Lúc 10 giờ mấy là mình làm việc khác rồi đúng không? Đúng không? Mình cứ bình thường ấy, nói chuyện 10 giờ mấy là mình làm việc khác rồi. Mình đâu có nói chuyện với nhau nữa. Đúng không? Đúng không? Anh nói đúng không hay sai? Một là đúng hay sai nhưng mà chắc chắn là anh nói đúng. Anh chưa có hỏi em nhưng chắc chắn là đúng, không có sai được. Mình gặp nhau mà mình quen nhau mà một cái tình yêu và nó lãng mạn mà trên mạng ấy. Là suốt ngày tán tỉnh anh yêu em, anh thương em, anh gặp em bây giờ anh phải thế nọ, anh phải thế kia, anh không rời xa em được này. Mà gặp nhau mà rời xa nhau được thì đúng là một điều lạ. Thế là hôm đó là mình em chở anh ta hả? Dạ không. Ảnh mượn xe của bạn ảnh. Thế là hai người đi, hai xe. Không, lúc đó là xe em bỏ đâu nữa? Lúc đó là em đưa xe cho đứa bạn em mượn đi làm. Vậy hả? Tại vì lúc đó mình thế là anh ta mượn xe của bạn, anh ta chở em đi. Đúng rồi. Tới một nơi bí mật. Đúng không? Hai người tới sáng. Đúng không? Thế là em thấy là hôm đấy là em thấy có vui vẻ không? Anh ta nói chuyện với em và anh ta
tâm sự với em trong chỗ kín như vậy là có vui vẻ không? Thấy hợp nhau không? Dạ hợp. Hôm đấy mới chính thức, là lúc đấy mình đầu tiên mình gặp nhau là mình hụt hẫng đúng không? Nhưng mà sau lúc đó thì mình thấy anh ta là cũng hoàn toàn là bình thường. Dạ. Đúng không? Phải không? Đó. Thế là mình cuộc tình ấy, mình cứ như thế bao nhiêu thời gian thì mình quyết định sống chung. Cũng tháng đâu tháng mấy à? Tháng mấy? Tháng mấy là tháng mấy là em dắt anh về quê mà luôn. Ôi trời. Sao anh ta không dắt em về quê mà em lại dắt anh ta về quê? Tại vì gì ấy? Tại vì hầu như là ở quê ảnh làm như là em nghe cũng khó khăn chứ không có Sóc Trăng hả? Dạ đúng rồi. Ở thành phố hay ở quê? Ở quê chứ ạ. Anh ta là có nhà cửa không? Dạ không. Không nhà không cửa nữa hả? Thế em thương anh ta là, em nói thật đấy, em thương anh ta nhất là cái gì? Em thương là tội. Tội thôi chứ không phải thương yêu đúng không? Tội thương không. Thương mà thương tội hả? Không, anh vừa thương tội mà vừa thương, không, nói chung là em yêu. Dạ đúng rồi. Mình nói thẳng là mình yêu. Đúng rồi. Mình yêu là anh ta là nhiều thứ. Cái thứ nhất là nói chuyện ngọt, đúng không? Yeah. Cái thứ hai là anh ta nói chuyện dễ thương. Yeah. Cái thứ ba là anh ta dù sao cũng chịu khó. Yeah. Rồi, khi mà em đưa anh ta về nhà em ở, gia đình nhà em có ngăn cản không? Dạ, nói chung là mới vừa về thôi là em không có dám dắt vô nhà anh. Giờ thì em dắt đi đâu? Em dắt đi cũng như về quê em. Nhưng mà em dắt đi quán cà phê này, quán cà phê nọ mà cách xa lắm, cũng khoảng đâu cỡ 2-3 ngày vậy đó. Rồi bắt đầu là em mới là dám dắt về quê. Kỳ vậy? Sao dắt đi đâu 2-3 ngày? Thì đi quán giỏng, quán này nọ nằm vậy đó, rồi tối rồi đi nghỉ này kia nọ vậy đó. Tối là đi nghỉ hả? Tối là hai đứa, mình nói thẳng là hai, tối là hai đứa đi ốc. Rồi 2-3 ngày vậy đó em mới dám dắt về quê em. Trời, suy nghĩ kỹ mày ra mà dắt đấy. Rồi về quê em là nói chung là 10 người ai cũng đều nói, mà cũng nói chung cô không ai đồng ý, mà tại em có tiếng nói trong gia đình. Sao là em nhỏ bé mà em có tiếng nói trong gia đình luôn hả? Tại vì em chú cột trong gia đình. Ồ, vậy là em làm như em phụ gia đình hả? Thế là em dắt, thế là mọi người đồng ý, em thuyết phục mọi người đồng ý luôn. Thế là cuộc tình đâm hoa kết trái luôn, là mình có trái chưa? Thì dắt anh về ở đó. Ở lâu không? Cũng năm mấy, năm rưỡi rồi đó. Năm rưỡi luôn hả? Thế là thành vợ anh chồng luôn. Năm rưỡi mà hầu như là năm rưỡi mà anh đi nay là cũng 4 tháng rồi, là chạy chỉ có 1 năm hả? Năm rưỡi trong năm rưỡi anh ta làm công việc gì? Anh thất nghiệp không anh? Ôi trời. Em nói anh ha, cái lúc em gặp ảnh á là nói chung là công việc không có, nói chung là nằm con số 00. Vậy là em nuôi anh ta luôn? Đúng. Tới mấy tháng luôn á anh. Anh ta có biết nấu cơm không? Biết giặt đồ không? Nói chung á lúc đầu thì anh về anh siêng năng, anh giỏi lắm. Anh giả bộ đúng không? Rồi cái khoảng chừng 1 tháng thôi là bắt đầu là coi như là cái gì cũng em hết. Ồ, sao kỳ vậy? Đôi lúc nhiều khi em kêu là phụ rửa chén không cứ làm gì thiệt. Đôi lúc nhiều khi ông còn cần, ông còn không ấy nữa. Mà có lúc đầu không kêu cũng làm nữa. Ôi giời, lúc đầu đang lấy lòng người tình mà, em nói lấy lòng người đẹp má. Em nói anh ha, cái lúc đầu em nói trời ơi. Bởi ở dưới quê có ai đẳng cấp nè. Không, làm như ông biết cái tâm lý hay là nói biết, chung ổng ông em nghĩ là người này chắc từng trải nhiều lắm. Từng trải chứ, thế em từng trải chưa? Không. Em cũng từng trải mà. Em đâu có phải như từng trải xã hội đâu, em chỉ từng trải công ăn việc làm của em thôi. Anh cứ nghĩ đi, sáng đi vô công ty có thấy mặt trời mặt trăng gì đâu. Tối về tối thui tối thích. Vậy là em cũng ít va chạm bên ngoài đúng không? Không, ít lắm. Thế là hàng ngày là ai là người đi chợ nấu cơm ăn? Không, em mở mình lên em ăn cơm trong công ty luôn. Thế còn tối đây ông ta ăn bằng cái gì? À, lúc mà em ở với ổng á hả? Lúc em ở với ổng thì em đang ở dưới quê. Thế em nấu cơm cho ông ta? Đúng rồi. Em nấu hay ông ta nấu? Cái gì đó, em nói là một tay em nấu. Ôi, một tay mà. Em ổng chỉ có lúc đầu một tháng đầu á thì ổng về ông làm là ok. Thế là tháng thứ hai? Là em nấu một tay em luôn. Thế là em nuôi ông ta để làm gì? Thì trong lúc thì quen biết thì ảnh lúc công ăn việc làm không có. Xe nói chung là cái gì cũng không có thì không mình... xe. Đúng. Tất cả là không. Đúng. Không tiền. Đúng. Không nghề. Đúng. Không, có nghề mà cũng như dạng thất nghiệp á. Ôi trời, không nghề vậy anh có 1.000 nghề. À. Anh 1.000 nghề bên ngoài nhưng anh dạng thất nghiệp. Tới mấy tháng luôn, để em kể nghe. Tới mấy tháng luôn. Rồi cái xong bắt đầu á, em đi đâu ai cũng nói. Mà chính ảnh còn nói với em nữa. Chứ anh nói, thôi, chắc mà anh được lên Sài Gòn đi kiếm việc. Chứ ở dưới quê ở không, ta nói này nói kia nói nọ. Em khuyên anh vừa lắm. Khuyên em, gì? Em khuyên, nói,
thôi bây giờ chưa có công việc thì từ từ chứ gấp gáp cái gì. Đó em đang yêu anh mà. Thì khi nào có thì từ lúc đó làm cũng chưa có muộn. Đó với mình phần mình cũng chưa con chưa cái nữa, mình đâu có mướn nhà mượn cửa gì đâu, nói chung là em khuyên anh dữ lắm anh. Đó rồi cái sau anh chịu không nổi cái bắt đầu anh mới đi, anh đi làm đâu được một tuần nghỉ một tuần, hai tuần nghỉ hai tuần. Ở cái ở nhà ở về quê, ở nhà ở quê cái xong bắt đầu cái nghe nói không có trả tiền trả bọng gì đó. Rồi cái em mới nói ủa đi làm gì mà không có tiền có bọng gì hết trơn trời, em nói gì nha. Cái anh mới nói không có, có nói người ta rồi chủ nó nói để thứ hai nó mới chuyển. Đó mà đúng thứ hai chuyển thiệt nhiều không, chuyển được đâu 2 triệu 2 triệu mấy gì đó. Đó ngon nói 2 triệu 2 triệu mấy vậy là ngon nói đấy. Rồi cái xong bắt đầu á cái ảnh mới chuyển lại cho em, cũng như người chủ chuyển cho anh chuyển lại cho em. Đó ra chuyện là anh có tiền anh tiền lương này anh đi cho vợ ha. Trời ơi mà lúc hạ một tuần hai tuần có khi á 2-3 tuần luôn á anh. Rồi cho anh hỏi này, thôi có nghĩa là có bùi được bùi cái, có tiền mà không có tiền. Đúng nhưng mà rồi. Đa số là không có việc. Đúng rồi. Anh ta có muốn là em sinh con cho anh ta không? Dạ có anh. Giời, anh ta gại em hả? Sao em không sinh con cho anh ta? Có, em nói chung là anh ta có mong muốn là trai gái không? Trai. Úi giời. À, nói chung á ảnh mà như người ta đó là con em vợ cũng tuổi rồi đó anh. Tại em thấy ảnh không ổn. Sao không ổn? Mình yêu mà sao không ổn? Tại vì mấy tháng, 6 tháng thì mình hiểu. Dắt về quê ở luôn. Là em thấy không ổn. Sao không ổn? Em hỏi anh đang ở với em. Mà anh đi làm ở thành phố thì lúc đó em đang dưới quê mà. Em thì dưới quê, em ở dưới quê mà không thấy em ở không nha. Em ở dưới quê em cũng có việc em làm. Anh thì đi làm thành phố. Quen với người đó. Ai quen? Anh. Mà quen người khác đó. Đang sống với em ở dưới quê. Mà em thì làm ở dưới quê, anh thì lên thành phố anh làm. Tại lúc đó em đang làm công ty về da, em nghỉ để em rút cái tiền bảo hiểm á anh. Đang lúc thất nghiệp á, ở dưới quê đó. Cái anh lên thành phố anh làm mới xong á, ổng quen người này quen người nọ. Em với người đó trực tiếp nói chuyện luôn. Em với người đó anh biết luôn mà. Rồi sao nữa? Rồi cái anh mới thấy vậy, anh mới đưa cái số điện thoại của anh cho cái người đó đó. Nói là kết bạn Zalo với anh đi, đừng có điện qua đây nữa. Điện qua đây thì em biết. Đó, vậy đó. Hay vậy hả? Thế là anh ta quen mấy đứa? Em nói anh nhiều lắm anh. Trời ơi, cái chuyện ngọt vậy hả? Em không biết sao mà đúng là tao nó có tật có là... tài hay là sao á. Tật có tài, nhưng mà liệu ông ta ăn được nhiều người chưa? Quen nhưng mà ăn được không? Liệu theo em nghĩ ăn được chưa? Cái chuyện đó em không có biết. Nhưng mà em chỉ bắt gặp em với người đó trực tiếp nói chuyện là một lần. Rồi, thế người đó nói sao? Thì cái người đó nói là à, chị thông cảm này nọ. Anh nói là anh chưa có vợ, đang độc thân. Đó. Rồi à, em mới thấy vậy, rồi này kia nọ. Nói chung thì nó phát các kiểu vậy đó. Thì nói chung em cũng có nói nhiều. Em nói đó, thì giờ nói chung phận đàn bà thì mình đã gặp nhau rồi. Nói mà cũng đã nói rồi. Đó. Thì tùy chị nghĩ sao chị nghĩ. Rồi, ok, bây giờ này ông này thời gian mà ông ở với em là nói chung là không có việc, em là người nuôi ông ta. Đúng rồi, mấy tháng đầu luôn á anh, mấy tháng đầu. Ông này có khỏe không? Sức khỏe có khỏe không? Nói chung sức thì có khỏe không? Nói chung thì cũng bình thường thôi anh. À, nhưng mà lẹo nhộn nhìn bằng khỏe bằng anh không? Nó ảnh cũng như anh vậy đó mà ảnh như cục than vậy đó. Nhưng mà anh trắng anh đen? Anh trắng hơn ảnh chứ. Trắng hơn nhiều không? Nhiều, anh đen lắm. Vậy hả? Anh đen xì à? Thì anh cứ cùng. Nhưng mà sao em lại thích cái gu đen hả? Sao em không thích gu trắng? Không anh, không biết sao quá anh ơi. Ông cho mà ông hay là em ông... chơi quá rồi em kén chọn quá rồi em gặt đó chứ thiệt. Dạ kén thì kẹn hòm. Ông ta có bao giờ ông ta ngẫu hứng nữa, ông ta ôm được em đi không? Ôm vợ không? Chị á. Ôm em lên giường á. Ở nhà thì có. Ôm được không? Khỏe vậy hả? Em nhiêu ký? Em hả? 49 à. 49 hả? Ông ta khoảng nhiêu ký? Xong mà 59-60 gì đó. Ôm được em luôn hả? Khỏe vậy? Nhưng mà trên giường thì ông ta có khỏe không? Ôm ở dưới đất thì khỏe nữa, nhưng trên giường ông ta khỏe không? Cũng bình thường. Em thấy là ông ta như thế là bình thường hay bất thường? Bình thường. Bình thường, khỏe đúng không? Em yêu anh ta cái gì nhất? Em yêu cái là nói chung nói chuyện chuẩn. Chuẩn. Thứ hai nữa là nói chuyện đâu qua đó. Ngọt. Ngọt. Ngọt, ừ. Ngọt bằng anh không? Thì cũng 9-10 vậy đó. Trời, vậy là anh ngọt ta hay là ông ta ngọt? Ừ. Anh ngọt hơn hay chắc, ông ta ngọt? Chắc anh ngọt hơn. Vậy hả? Ngọt hơn luôn rồi, hả? Có cái điều em không thích nữa là
gái gú lăng nhăng là coi như là tứ đô tường. Tứ đô tường. Mà ông ta có tiền là... mà ông ta dụ được gái. Mà không biết lý do sao quá. Như vậy? Không có gái tiền làm sao mà dụ được gái? Em không hiểu. Em không biết. Bây giờ anh hỏi em, ít nhất đi mời nhau đi ăn này, đi cà phê là phải có tiền. Mà ông ta không nghề, không nghiệp, không tiền, không bạc. Không anh, cũng như là quen nhau ở trên mạng nè, TikTok, rồi xong rồi lấy số điện thoại qua Zalo, rồi nhắn tin, rồi cái tìm hiểu nói chuyện, rồi em bật em gấp gặt quái gì? Gặp nhưng mà hẹn nhau chưa? Có luôn. Hẹn nhau đi ăn luôn. Không, em chỉ bắt gặp là uống cà phê thôi. Uống cà phê đâu phải tiền. Thì nói anh đang làm ở quận 8, rồi em làm ở đâu này kia nọ. Nhưng mà thấy thì chắc mọi người thấy chắc bỏ chạy tuột dép rồi, tuột xích rồi gì nữa. Thì nói chung cũng hai ông Trần rưỡi chắc bỏ chạy, chỉ có em ham thôi. Chỉ cũng nói chung là cũng 2-3 lần á, anh em cũng cho anh cơ hội 2-3 lần. Ông này cao không? Cao bằng anh không? Ảnh không, ảnh chắc tới dai anh. Vậy hả? Tới dai. Vậy là ngắn này, chắc ngắn á. Dạ. Chắc em mê cái gì đó. Em mê cái gì nhất? Không anh ơi, nói chung em cũng lên đây thì thôi bây giờ này. Tới sau nói gì? Mình nói vui. Nhưng bây giờ này, anh hỏi em. Em mất gì rồi? Bây giờ á, em lên đây nghiệp sĩ bên anh Hải. Em muốn lấy lại chiếc xe của em. Xe nào nữa? Chiếc xe quay chiếc quay á. Quay ép đúng không? Đúng. Quay ép màu đỏ hả? Dạ đúng rồi. Tại sao xe của em lại đi cho anh ta? Tại vì cái lúc đó em nói nghe là em với anh chia tay rồi, là ở dưới quê nghe, ở dưới quê. Sao lại chia tay nhau? Đang tình yêu đang đẹp sao mà? Không anh, cứ lăng nhăng, cứ kéo dài riết đó, rồi em đã cho anh cơ hội mấy lần là lúc đó là kết thúc rồi. Cái thấy anh thấy tội quá đi, em là không nỡ. Anh thương nói, dạ, cái anh mới nói vậy nè, anh mới nói thôi gì giờ em đưa anh ra bến xe đi để anh đón xe anh đi lên thành phố. Đó. Cái em nói em nói chuyện mà vẫn nghẹn nghẹn này, chắc vẫn đang yêu đúng không? Không anh, em thề luôn, em đang thèm sao? Một... em thèm sao? Không, tại em gung á. Gung nha, sao em vẫn đang nghẹn nghẹn này, không anh biết. Nghĩ là đang yêu. Không. Người phụ nữ mà nói chuyện mà đang nghẹn nghẹn muốn khóc là đang yêu này. Không. Em chỉ có một cái là em tức. Em vừa nói. Tức nghẹn đúng không? Đúng rồi. Em vừa nói đây mà em tức, em mắm mức quen là ảnh nói đăng lên trên cộng đồng mạng là ảnh cho em mượn tiền 10 mấy triệu mà em không trả cho ảnh. Bây giờ em trả tiền cho anh 10 mấy triệu đi, ảnh biết trả xe được cho em, mà thật sự em lo em nuôi ổng không hết nữa đó. Anh sẽ tin em không? Em nói không phải là riêng anh em mình hay là bất cứ là trên cộng đồng kia, em nói là cả nước và cả gia đình ảnh cũng biết, chứ không phải ảnh biết. Nhiều khi đôi lúc ảnh cũng coi xem chứ bộ. Bây giờ này, em tự nguyện cho anh ta mượn xe hay anh ta ngỏ ý mượn xe của em? Để em nói cho anh nghe. Đó. Cái em thấy anh đó, thứ nhất là bị đi đứng khó khăn á anh, rồi mang vỏ mang gì tùm lum hết. Rồi cái anh mới nói vậy nè, thôi đưa cho anh ra bến xe đi, đón xe lên Sài Gòn. Cái em mới xin, em ảnh nói khoảng nửa tiếng á, em nói thôi đi, em suy nghĩ, mình không tình cũng còn nghĩa, mình con người mà. Đó, cái em mới suy nghĩ, em nói cũng nửa tiếng á, cái em mới nói thôi nói thôi lấy xe đi làm đi, rồi tuần hay tuần gì đó, rồi có tiền mua không, mua xe khác rồi gửi lại cho em. Rồi thăm em? Không, chỉ gửi lại cho em thôi. Rồi cái ông nói vậy cũng được, thôi vậy cho ổng mượn xe đi. Đó, anh nói là vậy cho anh mượn xe đi, rồi anh đi làm một tuần hai tuần hay gì đó, rồi anh có tiền anh mua xe khác, anh đem về anh trả em, hoặc là anh gửi ở đâu đó rồi anh kêu em lại lấy. Em nói vậy cũng được, vậy là ngon đó. Ai nhà quốc đâu tới mấy tháng luôn anh, mất tích luôn hả? Mất tích luôn. Chặn số không? Không, cái không có chặn, không có cái gì của em hết. Nhưng mà điều có cái em nhắn tin Zalo vẫn coi vẫn xem, em điện á thì số điện thoại á thì cái chục cuốc luôn mới nghe. Mà nghe là toàn là chửi em không à. Vậy là hôm nay em muốn lấy xe hay em muốn tìm ông tướng này? Em thì nói chung á là em chủ yếu lên này, em muốn xe của em phải trả lại cho em. Tại vì em sống với ảnh mà ảnh không có lo không bất cứ một cái gì của em hết. Đó, đến nỗi bù đồ mà còn không mua không sắm nữa chị. Ai sắm đồ cho? Thế ông ta mặc em có sắm cho ông ta bao giờ? Có. Mua luôn hả? Ông ta là nhiều tật này mà sao em yêu ấy? Cũng như cái lúc đầu á thì ảnh về thì em sợ với quê mà anh biết sao rồi. Biết đúng rồi. Thì mình cũng phải như thế này thế nọ đúng. Cái sau bắt đầu á là mấy tháng trời luôn á anh.
đó. Trời ơi. Hầu như là tháng thứ năm. Thế là xe gì, xe gì? Ông em hiện nay em đang cho ông ta mượn xe gì? Xe quay anh. Quay S đúng không? Đúng. Màu đỏ. Đúng rồi. Biển số mấy? À, 68 68 mà K6 gì đó. 68 K6 bao nhiêu đó? À, 9646 9 xe 4 số hả? Dạ đúng. Xe này đời lâu rồi. Dạ. 68K6. Dạ. Bao nhiêu? 9646 96446. Đúng rồi. Màu đỏ. Đúng rồi. OIS dạ. Đúng không? Dạ. OIS là OIS. OIS 110. Dạ. Xe này trước em mua là bao nhiêu tiền? 9,5 triệu anh. Mua lại hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thế vậy cũ là mình cho đi. Không không anh, em nói nghe cái lần nào ông ta cũng phục vụ mình hơn năm mà. Không, em nói nghe nè. Thôi mà nói chung á thì em mục đích em lên đây thì em muốn xe của em phải trả lại cho em. Tại vì anh không có lo, anh không cho em được cái gì hết. Em muốn lại xe. Đúng. Nhưng mà em anh hỏi thật em này. Em còn yêu anh ta không? Dạ không. Tại sao? Cũng như cái đã lâu rồi anh, nói chung cũng cả nửa năm mà. Nhưng mà nếu bây giờ anh ta gặp em, anh ta xin lỗi em và trả lại xe bình thường, mình tiếp tục sống chung. Anh ta có công văn việc làm luôn, em còn yêu không? Dạ không. Sao vậy? Không. Sao hôm trước em yêu dữ lắm mà? Đúng, cái tánh em nó ngộ vậy đó. Có cái gì? Cái tánh em nó kỳ lắm. Trước yêu say đắm luôn hả? Đúng rồi. Yêu chết yêu sống luôn. Ôi giời. Yêu mà nói nhiều khi mà yêu mà sao mà mình yêu như vậy, có phải yêu mù quáng không? Theo em. Không, em nghĩ là mù quáng không phải mù quáng anh. Nhưng mà nó yêu một cái cách mà vừa thương mà vừa tội mà. Nói chung nó đủ thứ chứ không phải là anh, dạng. Anh thấy em là cũng bình thường mà, đâu có gì bất thường đâu. Mà em chưa có con mà đúng không? Dạ chứ. Em lấy đâu mà không được chồng. Mà tại sao phải yêu anh ta mà chống phẩy kia mà lại còn nằm biếng, lại còn không thật. Cái đó em cũng, mà trước khi em đến với ảnh là anh biết em cũng nhiều người lắm chứ. Nhiều lắm mà. Mà sao em muốn lấy mà đi lấy ông này? Chánh dưa gặp dừa hay sao không biết. Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hay là kén trộn quá rồi. Em có kén trộn dữ không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đầu tiên mình yêu trên mạng là mình hình dung là một bức tranh cho ông tướng này đẹp trai này, có tài này, nói chuyện hay này, ngọt này. Mình gặp con này chắc mình sẽ phải ôm cái. Đúng không? Ai ngờ gặp cái là mình xìu xuống hả? Chán nhỉ? Bây giờ em nói to lên. Ông mượn xe, ông tên họ tên là gì? Ông mượn xe tôi, ông phải trả xe tôi. Ở đây cho em nói vô tiền trước đi. Tiền nào nữa? À, ảnh đó anh. Em thương lo anh không hết ha. Mà ảnh đăng lên trên mạng, ảnh nói là em mượn tiền ảnh. Bây giờ em mượn tiền ảnh mười mấy triệu, em phải trả cho ảnh, rồi ảnh mới trả xe cho em. Nhưng thật sự xin lỗi, em lo em nuôi nó thẳng là em nuôi đi. Nuôi. Em nuôi ảnh không hết, em cho ảnh không hết. Tiền ảnh không có ăn, xe ảnh không có đi. Lấy tiền đâu mà ra ảnh cho em mượn mười mấy triệu. Đúng không anh? Mà em nói là tỷ dù ảnh có đưa cho em mượn mười mấy triệu đi chăng nữa, đối một năm hai năm đó đối với em là không có chuyện nghĩa lý gì mà đáng mà để anh nói, đúng không? Còn cái này ảnh không có đưa, không có bất cái gì, em cũng không có mượn 1.000 nào hết đó. Mà ảnh dám đăng này trên mạng. Bây giờ anh hỏi em này, dù rằng mượn thật hay mượn không bây giờ anh không biết. Dạ. Nhưng có giấy tờ không? Có giấy tờ mượn tiền không? Ảnh nói là cái giấy mà ảnh chuyển cho em mà cái lúc mà ảnh cũng như là ảnh đi làm ở Sài Gòn một tuần hai tuần, rồi là người ta không cho tiền ảnh, là ảnh đi về quê anh nghỉ, cũng như là anh làm một tuần anh nghỉ một tuần đó, anh hiểu không? Là anh đi về quê anh nghỉ một tuần hai tuần, là bắt đầu ở trên ông chủ đó ông mới chuyển hai triệu mấy đó, rồi ảnh mới chuyển lại cho em, là một năm mấy trời là ảnh cộng lại là mười mấy triệu. Nhưng mà tiền đó em có là trả lại ông ta không? Cái tiền mà anh chuyển cho em đó là tiền đó là để là ăn uống sinh hoạt hàng ngày trong cái lúc mà anh nghỉ làm á anh, cũng như là anh làm một tuần rồi anh nghỉ một tuần. Bây giờ anh hỏi em này, trong vòng một năm mấy em sống chung với ông ta đưa cho em bao nhiêu tiền, tính là mười mấy triệu đúng không? Đúng rồi. Là gọi là tiền ăn đúng không, ăn chung. Dạ. Mười mấy triệu mà để mà một năm mấy thì một người hay mấy người cũng không thể ăn được, không đủ được em ạ. Không, tiền của em nữa anh, tiền của em. Anh đang nói chuyện như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ anh ta là đòi tiền ăn. Anh đòi là anh chuyển. Bây giờ em đòi này, bây giờ em quay em đòi ngược lại. Bây giờ mỗi một lần ông ôm tôi, ông hú hí ông ôm tôi lấy ông 1 triệu. Mỗi lần tôi lấy ông 1 triệu. Một năm mấy, một năm 365 ngày. Ông làm tôi bao nhiêu lần? Đó, bây giờ ông trả tôi đủ còn lấy tiền. Tôi biếu ông nửa năm. Còn một năm đâu phải trả tiền tôi. Chứ tôi không có đồ đâu mà xài cho ông xài miễn phí. Đúng không?
Em công nhận không? Anh nói chuyện nghiêm túc không? Ông âm bây giờ ông lại đòi, đúng không? Phải không? Em thấy đúng hay sai? Đúng chưa? Em thấy đúng không? Đúng không? Nói to lên. Đúng. À, bây giờ anh hỏi em là ông ai nuôi ai hầu ông được? Em bây giờ em muốn lên lệ xe đúng không? Dạ. Em nói chuyện to lên. Ông họ tên là gì? Ông lại phải mau chóng ông trả lại xe tôi ngay lập tức, tránh tình trạng mà anh em tìm được là câu chuyện nào đi xa phức tạp. Nói to lên. Đọc tên họ tên nó lên. Nói chung á là mình nói thẳng luôn. Nói to, nhanh nhanh chưa rồi. Nói chung là bữa nay lên anh Hải nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Đăng tin tìm ai? Dạ tìm Thạch Phan Ly. Thạch Phan Ly hả? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Sinh 1982. Quê quán ở đâu? Quê quán ở Sóc Trăng. Rồi lừa em cái xe gì? Dạ xe quay màu đỏ. Quay S màu đỏ. Dạ. Biển số mấy? 68K6. À, số xe 9646. Ông này đặc điểm nhận dạng cao mét mấy? Khoảng 60, nói chung số 2. 60, 62 đúng không? Dạ. Ông này đi chân hai chân bằng nhau không? Dạ, anh bị tật anh. Tật nhưng mà chân to chân bé không? Dạ đúng rồi. Chân to chân bé, nước da trắng hay đen? Dạ như đen lắm anh. Đen lắm? Ừ. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức một người đàn ông mà hiện nay đang đi chấm phẩy mà đang đi chiếc xe quay S màu đỏ biển số như trên thì hãy giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để anh em sớm tìm được cái xe để trả cho em gái này. Bởi vì đây là một thanh niên này nhưng chơi quá dơ, đúng không? Ăn ở được chơi, đúng không? Được thỏa mãn mà cái luôn người ta hầu hạ. Chuyện em có mười mấy triệu, đúng không? Mà không phải là chỉ một lần nha. Lần triệu, rồi. Lần triệu gửi rồi cái một năm mấy gáp lại mười mấy triệu tự rồi, nhiên okay. Giờ đăng lên trên mạng. Mà bây giờ này hiện nay là theo thông tin em gái này chia sẻ là bây giờ hiện nay là anh đang gạt người ta chiếc xe là mượn để lấy phương tiện đi về. Đúng rồi. Và sau đó trả lại nhưng đến giờ phút này không trả người ta. Hứa hẹn em giết luôn á, anh đang nỉ em luôn á. Mà em cho anh hỏi đây. Hôm nay em về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ông tướng này. Dạ. Tất cả những thông tin em chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ, cái gì em nói là hoàn toàn đúng. Nếu sai? Sai thì em chịu hoàn toàn trước pháp luật. Sai chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Dạ, đúng. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Dạ. Hôm nay em về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ông tướng này. Dạ. Họ thả họ gì? Thạch Phan Ly. Năm nay là 1982. 42 tuổi đúng không? Chân không, 44 mà gì lớn 42 hơn. Sinh năm 1982, năm nay 42 tuổi. Quê quán Sóc Trăng. Dạ, chân rồi. Đi chấm phẩy, nước da màu đen. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Em có đồng ý cho cái anh mình trên Dương để ghi hình đăng tin tất cả những thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có. Rồi cảm ơn em nhé. Chúc dạ. Em thường lộ mình nha. Dạ. Hy vọng 1-2 ngày tới anh em mình trên Dương sẽ tìm ra cái thông tin cái xe của em đang làm ở đâu. Dạ. Giúp em lấy lại xe nha. Nói chung thì em chủ yếu em lên là rồi. Em dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện thực sự một câu chuyện thật sự là đáng thương và cũng đáng buồn, gọi là cũng hơi buồn cho em gái này. Trong thời đại hiện nay ấy, thì phải nói là rất nhiều người yêu đương một cách phải nói là một cách mù quáng, yêu và tin quá, đến giờ phút này yêu mà nuôi người ta mà hoàn toàn ông ta vừa được ăn vừa được ấp vừa được tài sản đem về trong vừa được tiếng đó. Vì vậy cho nên hy vọng là các cô chú anh chị nếu yêu ai đó thì mình hãy xem xét nghiên cứu và tìm hiểu thực sự là hai người có hợp nhau không, cái điều thứ nhất, điều thứ hai là anh ta có công an việc làm không, anh ta có khả năng mà tài chính hoặc nuôi được mình hay không, tránh tình trạng mà lại yêu xong đi nuôi kiểu này thì thực sự rất phức tạp. Thôi bây giờ cũng chưa là cho phép công trần, chúng ta thay mặt các anh em thành phố Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây, dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo, xin kính chào và hẹn gặp lại.